cho mọi người nghe. Pháp hiện toàn bộ nghe mọi người. Mọi người. Tôi quay sát cho mọi người thấy nha. Cái bụi luôn. Sát. Thấy ông tổ cành cây. Tôi thấy cành cỏ. Đọt. Không có nữa. Chắc cỡ tầm 40 phần nữa xét đất luôn. Xét cho mọi người thấy. Tổ này là tổ vui tự nhiên cho mọi người nghe. Không phải nuôi đâu nha. Không vui là nuôi không được nha. Có nhiều người vô bình luận hỏi là ông nuôi hả? Nhưng mà ông vui nuôi không được nha. Đi săn bắt luôn. Chào mọi người nha. Để vừa cắt tổ này nha.